Và tiếp nối ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng chào đón lên sân khấu cô và trò trường mầm non Thanh Sơn với tiết mục múa cõng chữ về bản. Xin mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.